thân vị xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của thân Việt. Thưa quý vị trong tập 39, 329 hôm nay, như thường lệ, thân Việt xin gửi đến quý vị một chủ đề được gọi là thân Việt đã ấp ủ một thời gian muốn trình bày với quý vị nhưng chưa có dịp thì ngày hôm nay trong một ngày cuối tuần, thân Việt xin gửi đến quý vị cái chủ đề đáng sợ một bộ phận trong xã hội đã cổ vũ và thần thánh hóa chị khang và khi nghe đến đây đó quý vị thì à, tất cả những khán giả yêu quý của thanh việt à, chắc chắn là thuộc nhóm phản biện của chị khang và chúng ta nghĩ rằng cái bộ phận nhỏ chỉ có một bộ phận nhỏ trong xã hội mới ủng hộ cho chị khang à, thì à, hôm nay thanh việt xin à, được nói về cái bộ phận này à, một sau khi mà thanh việt trình bày với quý vị thì quý vị sẽ cảm thấy như thế nào? Nhưng quý vị cảm thấy như thế nào? Vì đây là một cái câu chuyện đáng buồn. Ngoài cái việc mà nền văn hóa, xã hội của chúng ta được mệnh danh là có ngôn từ rất là chỉnh chu, có 4.000 năm văn hiến. Nhưng lần đầu tiên chúng ta thấy những cái câu mất văn hóa, vô giáo dục, chửi bới nặng nề được đưa lên trên mạng xã hội và được lòng vào đó là một cái sự tự do về ngôn luận. Thì, thưa quý vị, từ hồi trước đến giờ, thanh việt luôn luôn tôn trọng những cái ý kiến trái chiều. Ý kiến trái chiều trong một xã hội phát triển nó sẽ làm cho xã hội đó được phát triển mạnh mẽ, trở nên thăng tiến. Chỉ có trong những xã hội mà nó thuộc dạng phát xít nhưng quý vị có nghĩa là đi đường ta thì sống đi nghịch ta thì chết thì những xã hội đó sẽ không bao giờ phát triển nhưng quý vị không bao giờ phát triển được nhưng trong cái tự do ngôn luận đó là mình làm cái gì quý vị là mình nói lên cái suy nghĩ của mình suy nghĩ cá nhân của mình chứ không phải là mình đi tấn công nhục mạ người khác đó là hai cái sự việc hoàn toàn khác nhau mình nói lên những điều mình suy nghĩ. Nhưng quý vị, nó khác với cái chuyện mình tấn công, nhục mạ người khác. Thì đôi khi chúng ta đã lấy cái áo gọi là tự do ngôn luận để chúng ta làm những cái câu chuyện mà thực sự là bất cứ một xã hội nào từ Đông sang Tây, từ châu Phi, châu Mỹ, châu Á cũng đều không cho phép. Hai dòng tư tưởng Thưa quý vị, sau cái drama của chị Khang, chúng ta đã thấy được xã hội chúng ta chia rẽ. Thực sự, cho đến ngày hôm nay, xã hội vẫn còn bị chia rẽ về nhận định với cái nhân vật chị Khang. Thì ngày hôm nay, trước khi bắt đầu chia sẻ một cái thông tin rất là thú vị và quý vị sẽ cảm thấy là không biết là vui hay mừng. Mặc dù thanh Việt ở đầu chương trình đã trình bày với quý vị một xã hội có nhiều ý kiến trái chiều là một điều tốt. Tuy nhiên, sự trái chiều đó nó vẫn ở trong một cái khuôn khổ mà những cái quyền con người phải được tôn trọng và không hiểu vì sao, nhưng quý vị xã hội của chúng ta lại quên mất, quên mất một cái điều đó là quyền căn bản, cơ bản của mỗi cá nhân. Thì thưa quý vị, Thanh Việt xin được cho thấy trên màn hình một cái bảng chia làm hai cột. Một cột là phản biện, một cột là ủng hộ cho nhân vật chị khen. Cột phản biện thì họ nói rằng trong đó có Thanh Việt, nữ bị can có tấm lòng gian ác, vô văn hóa, mất đạo đức, từ trong ngôn từ cho đến hành động còn bên mà ủng hộ đó quý vị thì cho rằng đây là một nữ CEO có tấm lòng nhân hậu chỉ có là quá nói thật thưa quý vị đôi khi thanh việt có trình bày với quý vị là chúng ta nhưng quý vị chúng ta sống ở một thế kỷ mới với những trình độ khoa học kỹ thuật mới nhưng chúng ta vẫn thích đem những cái mà hủ lậu áp dụng vào cái tân tiến nhưng quý vị Xã hội có pháp luật, xã hội văn minh là có luật lệ. Xã hội văn minh sẽ không chấp nhận điều nào quá thật. À, người ta gọi là cái gì quý vị? À, lời thật, mít lòng nhau. Thưa quý vị, đó là những câu chuyện quá khứ. Ở đây một cuộc sống văn minh sẽ luôn luôn phải có luật để tuân thủ. Nhưng quý vị, à, thật hay giả, hay thiệt hay là thật lòng hay là vô tâm, điều đó không quan trọng. Và Thanh Việt sẽ giải thích cho quý vị, chia sẻ với quý vị những cái sự suy nghĩ à, của Thanh Việt ở đoạn top của chương trình về những sự suy nghĩ cho rằng tôi thật sự thương quý vị nên tôi nói thật cho dù cái lời nói của tôi có làm mất lòng của quý vị. Thưa quý vị là không. Nhưng quý vị không. Mình nói thật một điều mà mình làm sỉ nhục mất danh dự người khác. Điều đó không chấp nhận. Và chúng ta không thể nào núp dưới cái áo cho rằng tôi đã làm biết bao nhiêu chuyện từ thiện thì tôi là một người giàu có tôi có quyền nói, tôi có quyền mạt sát người khác. Thưa quý vị danh dự nếu anh có quyền nói thì tôi cũng có cái quyền danh dự, tôi cũng có cái quyền để bảo vệ cái danh dự của tôi. Đó là cái quyền căn bản nhất, cơ bản nhất của con người. Bên phản biện cho rằng. Chị Khang vu khống nhục mẹ, danh dự của rất là nhiều người. Trong đó có cả người đã chết. Bên ủng hộ thì cho rằng, Ôi, bị, chị Khang chỉ là bị khích thôi. Chị Khang nóng tính, tính bọc trực. Là những kẻ xấu, những kẻ ác trong xã hội, những kẻ gây sự trước đã lợi dụng cái đó mà khích bác để cho chị Khang phạm tội. Thanh Việt cùng với một số anh chị em khác cũng đã nêu lên những cái sự nhập nhăn trong các cái quỹ từ thiện, dùng tiền thuế doanh nghiệp để đi làm từ thiện, mượn hoa cúng Phật. Còn bên ủng hộ, chị Khang thì cố tình quên đi và nói rằng chị Khang là một người giàu có, một người có địa vị nhưng lại cúi xuống đưa bàn tay để giúp đỡ người nghèo, trẻ em, giúp đỡ những mảnh đời thì à, câu nói đó vẫn là thiệt đúng không quý vị đúng thêm việc có thấy chị ta cúi xuống giúp những cái trái tim mổ tim cho dù là mổ một trái tim cũng là đã mổ nhưng câu hỏi ở đây là cái tiền mà chị ta dùng mổ đó là tiền gì nhưng quý vị tiền từ từ tiền thuế đáng lẽ phải đóng cho nhà nước nhưng không đóng để đi làm chuyện từ thiện như vậy có được không quý vị như vậy người ta đã gọi rằng mình còn được bao nhiêu cái lòng tốt nếu mình mượn hoa cúng Phật. Chị Khang quá khích, chống đối nhục mạng, vu khống các cơ quan nhà nước. Trong đó có rất là nhiều bộ, trung ương, sở cấp tỉnh, thành phố như là bộ hoặc là sở thông tin và truyền thông, công an thành phố Hồ Chí Minh, ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, sở xây dựng Bình Dương, và ngay cả các cán bộ cấp cao trung ương, cấp cao ở các tỉnh thành mà đang tại chức, trong khi uh, những người ủng hộ thì lại lên tiếng cho rằng chị Khang là một người lãnh đạo của họ, một người đại diện cho người nghèo, không phải như những người phản động. Chị Khang thượng tôn pháp luật, yêu nước, vạch trần phản động, lên án cái sau và kẻ ác đem ra ánh sáng còn nhóm phản biện trong đó có thanh việt thì nghĩ rằng và ngay cả các quý vị đang lắng nghe chương trình của thanh việt cho chị khang đi tù để giữ cái yên bình trên mạng xã hội tại việt nam và đem lại sự công bằng trong xã hội công bằng cho cái gì là công bằng đó dựa trên cái gì kính thưa quý vị công bằng đó là danh dự Nhưng quý vị là danh dự của những người à, khác mà chị Khang đã chà đập Không ai có quyền chà đạp danh dự của người khác, không ai có quyền đưa một cái bản án lên đầu của người khác. Một xã hội như vậy là xã hội không có pháp luật và là một sự coi thường đối với cơ quan à, liên quan đến công an, viện kiểm sát và tòa án. Vì mình đã thực sự làm thay công việc cho những người đó. Bên ủng hộ cho chị Khang thì cho rằng chị Khang thượng tôn pháp luật. và mong muốn rằng chị Khang sẽ sớm ra khỏi trại giam để trở về giúp đất nước và người dân. Bên phản biện cho rằng chị Khang là một doanh nhân giả. Thì thưa quý vị, điều này là có thiệt. Chị Khang là một doanh nhân giả. chị Khang được chồng của mình cho lên cái chức à, tổng giám đốc nhưng chỉ có trên giấy tờ tại công ty, còn thực chất thì là không. Chị Khang nổ, nổ rất nhiều, chị Khang lừa đảo, lọc ngô. Trong khi bên ủng hộ thì cho rằng đây là một doanh nhân nói thẳng, nói thật. điều cuối cùng mà đã làm một cái trò cười cho xã hội đó là những câu chuyện râm reng trong xã hội về giữa chị khang và những cái vấn đề cá nhân quan hệ tình cảm lừa nhiều chồng cho vào tù đem tiền nuôi chai nhưng đó là những vấn đề cá nhân bên ủng hộ của chị khang thì cho rằng chị khang có một cái công rất lớn khi vạch trần thần y làng bọc Câu hỏi ở đây luôn luôn đặt ra mà thân vì cũng đã nói vài lần. Nếu cái chuyện tình cảm, quan hệ nếu có, không cần đến tình cảm trai gái, quan hệ bình thường giữa ông võ hoàng yên và gia đình đại nam, nó trơn chu không có chuyện gì xảy ra, thì liệu, nhưng quý vị nhé, liệu nếu thật sự là ông võ hoàng yên là lang băm, thì có được lôi ra hay không? Hay là cho đến khi mà mít lòng nhau thì mới tìm cách lôi nhau ra để cho rằng ông này là thần y lang bóng. Vì một thời gian gia đình của anh chị Khang cũng đã ủng hộ nhiệt tình. nhưng quý vị, ủng hộ nhiệt tình cũng đã đi học từ ông Võ Hoàng Yên để bấm những cái huyệt đó, cũng đã vỗ những cái chuyện đó. Có đầy đủ các video đã làm sẵn. Nhưng một cái điều khá lý thú là không nhưng cũng phải chưa chắc là tuyệt vời. Khi mà đem cái chuyện tiền bạc lên, rồi thì mới lôi cái chuyện lang bắp. Nhưng quý vị, có nghĩa là tình cảm đã mất, bây giờ thì người ta mới nhắc đến cái câu chuyện lang bâm Vậy thì bao nhiêu phần trăm chúng ta tin thật sự đó là chuyện của lang bâm hay là chuyện vì mất lòng mới chế ra câu chuyện lang bắp? Thưa quý vị, đó là những cái dòng tư tưởng mà Thanh Việt nghĩ rằng sẽ không bao giờ có một cái cái cầu ở chính giữa để nối hai dòng tư tưởng này để hướng về cùng một nơi. Nhưng cũng không sao. Đó là một cái sự sở thích, một cái tình cảm cá nhân của mỗi người dành cho chị Khang. Thanh Việt có thể là không thích cái hành động của chị Khang. Những quý vị khác có thể là thích hành động của chị Khang. Điều đó không quan trọng. Nhưng xin đừng lôi kéo. Cái quan trọng là đừng lôi kéo. Chúng ta chỉ đưa ra cái ý tưởng, nhưng không lôi kéo. Thưa quý vị, nói về cái sự lôi kéo, thì uh, Thanh Việt xin được chia sẻ cái phần chính của chương trình. Quý vị uh, biết trên báo Công an Nhân dân, Báo Công an Nhân dân uh, Facebook có thích màu uh, màu xanh để chứng minh rằng đây là tờ báo chính thức có cái trang Facebook chính thức trên mạng xã hội chứ không phải là một tờ báo giả mạo. Nhưng quý vị, đây chính là trang Facebook chính chính chủ của tờ báo Công an Nhân dân. Thì à, vào ngày 6 tháng 9, họ có đăng một cái thông tin vì sao Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trả hồ sơ vụ án. Thì quý vị thấy rằng ở trên à, sau khi mà đăng tải cái dòng này đó quý vị thì họ nhận được 429 cái lời bình, như quý vị và có một cái điểm khá thú vị là sau khi đăng cái bài tải này lên được một thời gian thì cái phần bình luận đã được khóa lại và mọi người không có bình luận được nữa. Cuối chương sau khi chia sẻ với quý vị những cái lời bình luận này chắc chắn là thanh việt sẽ không có thời gian để chia sẻ 429 cái lời bình. Anh Việt chỉ đọc một số cái và cho quý vị biết được cái suy nghĩ này của một bộ phận trong xã hội nó như thế nào. 429 lời bình không phải là một con số nhiều. Nó không thể nào đại diện được cho 80, 90 triệu dân. Phải không quý vị? Nhưng 429 lời bình này trên tờ báo công an nhân dân chính chủ nó cho thấy một cái điều mà chúng ta đáng suy nghĩ nhưng quý vị về một bộ phận của xã hội thì đây đầu tiên một người thưa quý vị ở đây thường thường đó quý vị người ta xóa cái tên của cái vị của cái vị mà đăng bài nhưng quý vị của những người vào bình luận thân việc nghĩ rằng không cần thiết lý do đơn giản là khi mà chúng ta sử dụng mạng xã hội chúng ta vào chúng ta bình luận một cái trang của một cái tờ báo chính thống thì chúng ta đã nghiễm nhiên nhưng quý vị có khi là những cái tên này không phải là tên chính chủ không phải là họ mà họ lấy một cái tên giả thì không cần thiết gì phải giấu những cái tên này đi vì đăng trên quảng cáo ở trên tờ báo đó và không có giấu tên mình thì họ đã chính thức cho cả thế giới này biết họ là ai vì thế mà không cần thiết là phải giấu cái chuyện này đi thứ nhất một người viết rằng cô hằng sẽ mãi đỉnh thương cô rồi người thứ hai là cô hằng mãi đỉnh thương cô yêu quý trân trọng tấm lòng cô đối với mọi người rồi tiếp tục cô hằng mãi đỉnh chưa từng thấy ai bị bắt mà được nhiều người dân yêu thương quý mến như chị như chị này và chúc chị bình an thưa quý vị ngay trên trang chính chủ của tờ báo Công an Nhân dân nhân quý vị. Một người tên là Huỳnh Bình An viết rằng các chú cứ giam, cứ điều tra nhiệm vụ các các chú mà. Hy vọng mọi điều tốt đẹp đến với chị Hằng. Chị Hằng luôn trong trái tim của người yêu lẽ phải, yêu thiện tâm. Thân việc à, xin được chia sẻ với quý vị không phải là quảng cáo nhân vật chị, chị Hằng. Nhưng đôi khi để mình hiểu được một cái bộ phận trong xã hội họ đang nghĩ gì để mình không có phải chủ quan vì Thanh Việt đã nói rồi, chủ quan là một cái vũ khí có thi là tự giết chính mình. Vì thế Thanh Việt chia sẻ cái bài này không phải để quảng cáo. Nhưng quý vị, và để cho quý vị thấy được một bộ phận trong xã hội đang nghĩ trái chiều với chúng ta như thế nào. Một bạn tên là Nguyễn Hải Yến viết rằng, mong cô bình an trở về Đại Nam càng sớm càng tốt. Một người tên là Hồng Mai viết rằng, thượng tôn pháp luật, chị chỉ là người dân bình thường, sai đâu xử lý tới đó. Vẫn mong chị bình an. Huynh Vũ viết rằng, à, ép đăng hơi muộn, đây là điều tôi mong đợi nhất. Chị yêu cố lên nha, luật pháp luôn công bằng, kẻ nào phạm tội thì sẽ không thoát được đâu. Em luôn biết à, những gì anh chị đã làm cho người nghèo và các cháu bị bệnh hiểm nghèo và những hy sinh của chị. Rồi, Phạm Phúc phá hoại quỷ Hằng hữu là vô tội mấy chú hay quá diễm hương ủng hộ cô hằng hùng lực chúc cô hằng bình an mong cô yêu luôn bình an lại không đủ chứng cứ hạ các chú người làm trời đang nhìn mong các chú đủ mạnh thưa quý vị nãy giờ quý vị có thấy một cái lời nào mà phản biện lại chị chị khang chú quý vị chưa ngoại trừ nếu mà Tờ báo tờ trang Facebook này à, có để một cái à, cái máy rà những người nào mà phản biện chị Khang sẽ bị hủy đúng không quý vị? Thanh Việt nghĩ là không có. Đó thì nãy giờ thanh việc đọc sơ qua thì chúng ta thấy rằng chưa có một cái tin viết nào một cái lời bình nào mà phản biện, nha quý vị nhé, có nghĩa là à, không ủng hộ cho chị Khang đó. Chị Khang đã thức tỉnh được rất nhiều người, wow, luôn ủng hộ chị bộ công an điều tra thêm nhiều người nhiều thành vần vu khống qua lại không có lửa thì làm sao có khói không chửi qua thì làm gì bà hằng chửi vi oanh và chửi hàng đi một người tên là hải trung chim thấy rất nhiều người chủ thấy rất là nhiều người chửi và vu khống đại nam này nọ cũng rất nhiều mà chưa thấy bắt ai vậy chú công an ừ. một người tên là việt quốc thương chị người tốt gặp nạn, bị nạn. Mai Uyên, vụ án này phải điều tra lại không bỏ lọt những người thường xuyên phá doanh nghiệp. Nguyễn Xuân Hòa, ba cái chuyện đàn bà chửi nhau mà mãi không xong, ăn hại. Và 53 người vào, giơ tay đồng ý, cười ha hả, chiều chịu like cô Hằng. Một người tên là Mạc Thiếu Gia, thương cô, Hey, mong cô vượt qua được kiếp nạn này. Phạm Anh Tu điều tra luôn những ai vu khống và kiếm chuyện trước với cô. Luôn các chú nha. Thưa quý vị, chị Khang là người đầu tiên bật cái ngọn lửa. Nhưng quý vị, chứ không ai bật ngọn lửa này. Chị Khang là người đầu tiên đưa của ông Võ Hoàng Yên. Rồi sau đó lôi Hoài Linh vào. Nhưng quý vị, rồi lôi từ từ các người khi vào chị khai là người đầu tiên chứ không ai lôi chuyện này đầu tiên hết thưa quý vị huy bảo sao chưa khóa comment vậy các chú công an à đây là một câu nói kháy, hay còn xin lỗi quý vị là một câu mở mặt, đóng ngoặc nó đều à bóng bàn thì viết rằng huy bảo comment của bác làm em phải cười ý của các chú công an hôm nay không khóa comment chắc chú bận ăn cơm chưa và một người khác viết rằng thương chị làm người tốt thật là khó vụ án đâu có gì phức tạp mà đến giờ vẫn chưa đưa ra tòa để xử thưa quý vị một vụ án mà kéo dài một năm trời với các bằng chứng trên mạng xã hội vậy là chúng ta thấy được một cái lỗ hổng khá rõ ràng vì cho rằng chỉ cần chỉ cần ví dụ thanh việc đưa một cái bằng chứng là một cái buổi livestream thì uh, những người không hiểu chuyện thì cho rằng ồ oh, vậy là thanh việt đã có một cái bằng chứng xác đáng để có thể đưa một người vào tù hoàn toàn không nha quý vị hoàn toàn không nó còn phải qua nhiều giai đoạn để chứng minh được cái bằng chứng này cần phải được giám định và khẳng định rằng cái người đó như quý vị có nói như vậy và cái người đó là đúng cái người có tên là abc nào đó nói chứ không phải là cuốn băng đó đã bị à, sửa đổi, à, 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 lòng tiếng vào. Còn một người khác dùng đúng cái chị à, lời mà chị Khang hay nói, quan nhất thời dân vạn đại yên tâm hồi sau sẽ rõ. Một bạn Hoàng Thiên viết rằng trong bóng đá cũng có chiến thuật truyền qua truyền lại, hành hạ hà để chờ sai lầm của đối thủ. Thưa quý vị, à, đây là một à, cái câu chuyện mà tấn công trực tiếp vào cơ quan công an đúng không quý vị trong bóng đá cũng có chiến thuật truyền qua truyền lại hành hạ có nghĩa là kéo dài cái vụ án này ra à, xong rồi nhưng mà muốn trả thù chừng trị chị, chị Khang nên à, bên cơ quan công an à, dụ ra hoặc là làm cái gì đó để chị Khang khai rồi một người có uh, nick tên là chim điên công an thành phố quá hấp tấp và vội vàng Sướng, uh, Nguyễn Ngọc Sướng viết rằng thương cô Lê Khanh bao giờ có phạm tội thì đủ thời gian tạm giam tới lúc kết tội thì cũng đủ thời hạn để thả ngay thôi ra làm cái đơn thưa bọn kia tội 331 tấn công các tổ chức cho nó vào tù bù lại một câu nói rất là làm không, không biết là Thanh Việt phải giải thích làm sao thưa quý vị yeah. thật là một cái cái uh, cái 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 kiến thức một cái lỗ hổng nó rất là bự nhưng quý vị nhé, rất là bự. Nguyễn Hoàng Hải cho rằng dù sao thì cũng cảm ơn cô đã phanh phui một số chuyện. Một số chuyện mà chị Khang phanh phui là gì quý vị? Là chuyện từ thiện không minh bạch. Là chuyện của uh, uh, Hoài Linh uh, giữ 10 mười, mười mấy tỷ à uh, uh, chưa có giải ngân kịp thời, là chuyện của uh, một số cán bộ cao cấp trong thời gian đã làm cái chuyện gì chuyện gì vân 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 là, là một số mà chị Khang đã nói rằng 10 cái ghế mà hiện nay thì vì những cái thông tin gọi là tế nhị đó mà à, một số báo chí đã không viết lại thưa quý vị đó là những cái thông tin mà đối với thân vị nó còn quan trọng hơn là cái chuyện mà đi nhục mạ cá nhân nhau quý vị đi nhục mạ cá nhân thân vị cũng à, tí nữa À, trước khi mà sợ nó quên thì việc nhắc quý vị như thế này, quý vị nhớ là hiện nay lúc đầu tiên đó quý vị họ cho rằng có ba cái lá đơn của ba cá nhân đi tố giác tố cáo nên là cơ quan mới vào cuộc để à, à, khởi tố à, tạm giam rồi bây giờ là truy tố bên của Bình Dương là bốn à, năm cái lá đơn à, cũng tố cáo à, chị Khang rồi họ mới vào cuộc thì ở đây thân Việt có có một cái sự thắc mắc đây nè bây giờ giả sử cái trường hợp mà không có một cái lá đơn nào. Nhờ quý vị, họ cũng không muốn làm ở Mỹ lên và không có một cái lá đơn nào hết. Vậy thì chị Khang có bị tạm giam không quý vị? Có bị khởi tố không quý vị? Đây là một cái câu hỏi đáng phải suy nghĩ. Đúng không quý vị? Nếu không có à, 7-8 người đứng ra để tố giác, tố cáo chị Khang là những người bị hại. Nhưng quý vị, họ không đứng ra tố cáo, tố cáo, tố giác. Thì liệu chị Khang có bị Tạm giam bị khởi tố, bị truy tố như hiện nay không? Quý vị thử suy nghĩ nhớ quý vị. Và quý vị nhìn nhớ rõ rằng điều 331 không cần có đơn tố giác tố cáo. Thì đây là một cái câu chuyện mà đôi khi chúng ta tránh, mà chúng ta né. Và đôi khi những cái chuyện tránh né như vậy, nó sẽ gây ra những cái hậu quả như chúng ta đang thấy trên cái trang Facebook của Tờ Báo Công An Nhân Dân bạn Đinh Hoa viết rằng người tốt như cô sẽ bình an. À, cô sẽ mãi mãi định. Nhốt riết sau này, an sai, ai đền chú công an. Sử hết hai bên cho công bằng đi, võ mồm qua mạng thôi mà. Yêu cô Hằng. Một, trái tim cho cô Hằng. Cô mãi định. Nãy giờ là quý vị thấy được cái cái người nào à, thanh việc lấy hết tất cả những quý vị việc lấy tất cả đó. đó. Cách đây chỉ có 2-3 ngày thôi. Có nghĩa là tình trạng hiện tại nha quý vị. Một bộ phận hiện tại đang viết những câu này. Chứ không phải là là trong trong quá khứ cách đây 7-8 tháng đâu. Hiện tại vừa mới cách đây 3 ngày thôi. Anh Nguyễn chúc cô chú bình an. Thương cô nhiều. Một người làm từ thiện rồi chửi qua lại thì điều tra quá lâu. Còn bọn thần y, thần linh thì nhẫn nhơ mong cô luôn bình an. Thưa quý vị, có những có những anh anh chị ở đây không biết cái người tên là Danny Nguyễn này đang sống ở đâu, ở Việt Nam với cái tên nước ngoài hay là ở nước ngoài thì có lẽ là là anh anh này, nha quý vị, cái ông này ông cũng không có hiểu được để chứng minh một cái người bỏ tù một người mà chữa bệnh sai đó quý vị họ phải làm như thế nào. Nha quý vị chứ không phải đơn giản cho rằng hey, tôi nghĩ rằng ông là 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 thần y dỗn Lăng băm dỗn chưa chữa bệnh hết người tôi bỏ tù ông ngay đó là những cái câu chuyện mà rất là tức cười nhưng quý vị những cái sự suy nghĩ à, cho rằng quá đơn giản khi ghép tội một người khi chụp mũ một người Rồi một bạn nữa một người nữa là một chị tên là dương Trinh thương chị nhiều cúi đầu nghe lòng dân đi chú ơi ừ, uhm, ghê chưa quý vị một người tên là lan đinh viết rằng cúi đầu nghe lòng dân đi chú ơi chưa đây ơi, là là, là à, bên chú công an nhưng quý vị ừ. rồi thả cô hằng ra đi trung thu gần đến rồi giam hoài mà chưa ra tội hạ chú công an Hoang hô cô sắp được ra rồi và hy vọng may mắn sẽ tới viếng à, à, thăm cô hay là vs cô là cái gì nhỉ rồi chán vải cung cấp hoài mà không đủ chứng cớ để khởi tố à? Thưa quý vị, đây là một cái um, cái sự uh, suy nghĩ mà có thể nói rằng, thanh vị vẫn chưa hiểu, có lẽ là những quý vị đó đi theo tình cảm và có lẽ là không có đọc những cái thông tin hoặc là đôi khi ngay cả trên TV chúng ta quá ít những chương trình mà đưa về thông tin về luật pháp và chúng ta lại nói quá nhiều về chuyện tình cảm. Nhưng quý vị, thưa quý vị, cái khởi tố đã khởi tố rồi. Khởi tố xong thì người ta sẽ đi tìm chứng cứ cho được xác định. Người ta phải đi giám định các chứng cứ. Như quý vị, rồi mới đề nghị việc kiểm soát truy tố. À, chứ chưa khởi tố thì không bắt giam được. Như quý vị, chưa khởi tố thì không bắt giam. À, bắt giam rồi, khởi tố rồi, thì mới đến cái phần điều tra, giám định. Điều tra xong rồi, kết luận rồi, thì mới tới truy tố. Rồi, một người tên là Yên Văn thương em, chính nghĩa luôn đúng. Thả cô hằng của tụi con ra đi chú công an ui. À, người dân thấp cổ bé miệng làm sao biết à. Rồi đặt câu hỏi vậy, ai trả lời? Rối rắm ghê luôn. Lần này trả thì sẽ ra lệnh tạm giam thêm bao lâu vậy các chú? Nếu mà kết hợp với chú Linh 14 mà điều tra thì ly kỳ lắm đây. Cái sai phạm gì đâu mà chẳng phải trả cô Hằng à có sai phạm gì đâu chúng hãy quý vị nha có sai phạm gì đâu mà chẳng phải trả trả hồ sơ đó quý vị cô Hằng mãi định yêu cô chờ phiên tòa xem xử cô Hằng như thế nào và đám gừng sĩ ra sao chơi quá quân tử với bọn tiểu nhân là sai lầm của cô hằng dù à, như thế nào vẫn yêu quý chú dũng cô hằng còn đám kiến lửa mang danh nghệ sĩ mãi tẩy chay. Thưa quý vị, nghệ sĩ cũng chỉ là một cái nghề. Nhưng quý vị, cũng như nghệ sĩ chỉ có khác cái người à, lao động khác là họ có sự nổi tiếng hơn. Chứ nghệ sĩ cũng không phải là một cái gì thần thánh hoang Nhưng quý vị, mang danh nghệ sĩ hay mang danh gì nó cũng như nhau hết. Mỗi người đều lao động, làm việc, kiếm tiền. Đều như nhau, nghệ sĩ chỉ có khác người dân bình thường là họ được sự nổi tiếng được nhiều người biết hơn. Nhưng quý vị chứ không phải là nghệ sĩ là cái gì mình cũng theo cái gì mình cũng học nên là đôi khi chúng ta lại thần thánh thần thánh hóa quá và chúng ta thần thánh hóa quá rồi chúng ta tuyệt vọng cũng như vậy một doanh nghiệp thì cũng như mọi doanh nghiệp khác cũng như mọi công việc khác họ có tiền hơn chúng ta họ mở doanh nghiệp muốn doanh nghiệp của họ phát triển thì họ phải có sản phẩm và muốn có sản phẩm thì phải có người lao động mọi người đều có một cái lợi trong đó chứ không phải là không nghệ sĩ không có khán giả thì nghệ sĩ tiêu mà khán giả cũng cần nghệ sĩ đi biểu diễn để có một sản phẩm nghệ thuật để làm vấn đề giải trí chúng ta đôi khi nhìn câu chuyện nó quá cao siêu vì cho rằng một sự đóng góp tuyệt vời như thế này như thế nào chúng ta nên hạ xuống một chút mà khi mà hạ xuống rồi đó quý vị Thì chúng ta sẽ dễ chịu hơn Đừng thần thánh hóa quá Rồi Hy vọng cô Hằng vô tội Tất cả Cô mồm em đọc nãy giờ Đều thấy bên chính nghĩa hết Thưa quý vị đúng vậy Nãy giờ trong một cái trang bình luận Như vậy mà thân việc lấy liên tục Nhưng quý vị không xóa không bỏ Thì chúng ta thấy được rõ ràng Là chưa có một cái lời phản biệt nào cô của các con đã trở về rồi những phạm bả và đại nam sao không bế luôn cho sạch sẽ chú công an các chú giữ cô hơi lâu rồi đấy thời gian này mới là đau đầu chứ nếu thành án rồi thì yên tâm công tác luôn tin tưởng vào pháp luật làm cách nào cho bả ở luôn trong đó được không bả ra chắc tôi phải bỏ facebook luôn nha à. thưa quý vị đây là cái cái lời bình luận đầu tiên mà nghe nó phản biện lại à, chị khang nha quý vị rồi một người tên là minh hùng điều tra nhanh nhanh ra tòa đi mấy chú để dân có chuyện hay để xem ai nói ai ai vu khống ai có hay không có mình tin vào chính nghĩa chính nghĩa luôn đúng à <laughs> vấn phải tin vào pháp luật luật thì luôn luôn là đúng chứ không phải là chính nghĩa nhưng quý vị chính nghĩa là một cái danh từ mà họ tự cho chứ chẳng ai đưa cho họ cái danh xưng chính nghĩa cả chẳng ai đưa cho chị khang nhà ta cái chính nghĩa nếu mà nếu mà chị khang tự cho mình là chính nghĩa và một bộ phận ủng hộ cho chị khang là chính nghĩa thì cái đó chỉ là ở trong cái phần của họ mà thôi chứ chẳng ai cho có cuộc bỏ phiếu nào tại đất nước của chúng ta và bầu chị khang là người chính nghĩa chưa là người lãnh đạo của người dân nghèo chưa 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 thì không nên tự cho mình là chính nghĩa nhưng quý vị nó cũng nghe kỳ vì nếu mình tự mình cho là mình chính nghĩa thì sẽ có những người phản biện lại cho mình là kẻ phản bội, dạ. nhưng quý vị kẻ không kẻ một kẻ không ra gì, dạ. rồi có tội gì đâu mà không trả. cô mãi định bọn lừa gạt người nghèo giờ cũng bị nghiệp quật tôi tin vào pháp luật nên muốn kết tội bà hằng thì các anh đi điều tra xem bà nói có đúng hay không. đừng để những người tốt bị oan là được thưa quý vị, thưa quý vị, ở đây nó uh, cho chúng ta thấy được mà tí nữa thành việc sẽ trình bày với quý vị là hình như mạng xã hội là một cái công cụ mà nó quá tân tiến, nhưng quý vị và đôi khi chúng ta nhận được và chúng ta sử dụng mà chúng ta lấy hoay không biết làm sao cũng giống như những đứa bé được những viên kẹo ngọt, thường ngày đó uh, mẹ của chúng nó cho nó một viên nhưng lần này nó lại được một người uh, cho đến cả một hộp kẹo thật là nhiều kẹo. Và một mình nó bơi giữa cái dòng kẹo đó. Những viên kẹo đó không biết làm sao. Ăn như thế nào. Mỗi ngày ăn bao nhiêu viên. Và khi mà biết được rằng không ai kiểm soát được. Thế là chúng ăn. Ăn thật là nhiều mỗi ngày. Và chỉ trong vòng một tháng. Thì răng cũng đi đằng răng. À, môi ở lại. À, ta đi nhé. Đúng không quý vị? Rồi à, à, bệnh tiểu đường cũng lên. Thì đó là cái câu chuyện của mạng xã hội đối với uh, 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 người việt của chúng ta nhưng quý vị người việt của chúng ta vì chúng ta sử dụng mạng xã hội thì cho rằng đó là một cái gì nó ảo và chúng ta muốn làm gì cũng được muốn nói gì cũng được muốn chửi ai cũng được thưa quý vị uh, ngay tại những nước tân tiến mà họ cho rằng họ có tự do ngôn luận họ muốn nói cái gì tuy nhiên trong cái tự do đó nó cũng có những cái khuôn khổ khuôn khổ đó được dựa và cái gì quý vị đó là quyền căn bản của mỗi con người anh có quyền nói thì tôi cũng có quyền bảo vệ cái danh dự của tôi quyền cá nhân của tôi nhưng quý vị à. rồi có một câu nữa câu này cũng đáng suy nghĩ của một bạn tên là Nguyễn Minh Thuận tội này đã hiểu chàng chết thì chúa cũng băng hè Như quý vị ở đây là một câu nói này à quý vị nghĩ làm sao quý vị có thể để lại lời bình tội này là ai Nhưng quý vị và chạng chết thì Chúa cũng băng hà. Có nghĩa là theo thanh Việt nghĩ là à, theo vị này chị Khang biết được rất là nhiều điểm khuất trong xã hội mà Chúa này đối quý vị là anh ta đang nói về những cán bộ như quý vị à, là Chúa chứ không phải là những nghệ sĩ. Nghệ sĩ không phải là Chúa gì trong này chúng chỉ là công dân bình thường nhưng quý vị cũng đi phải đi cày đi cuốc, đi hát, đi hò thì mới được tiền. Chứ không phải chỉ có ngồi đó rung đùi mà có tiền. Đúng không quý vị? Thì ở đây chạng đây chính là chị khang và chúa đây là cơ quan nhà nước ý của anh ta là vậy rồi một người cũng trở lại cái phần mà à, à, đã khéo chưa khóa comment hay sao à, à cứ biết là chưa khóa comment à pro ừ, có nghĩa là chắc là anh ta nói là pro à, đâu quý vị là cái chữ à À, anh à, hay chú gì đó ơi có nghĩa là chữ b bò chứ không phải là chữ b phở à, anh biết sai rồi võ anh à, thanh minh xin hỏi chú công an và mọi người à, vậy là cô có được tạm về nhà hay vẫn bị tạm giam à, rồi cô hằng mãi định rồi à, thế này bà không biết bao nhiêu lâu nữa mới được à, về rồi vậy là cô được ra tù chưa ngồi tiếp sau đó xử thôi. Thưa quý vị, nãy giờ là quý vị thấy cho chỉ có vài cái lời bình không quý vị? Đếm chưa hết được một bàn tay nữa quý vị ơi. Là bình luận, là bên vực. Đó. À, à, quý vị là phản biện lại chị khen. Đếm chưa hết một bàn tay nữa quý vị. Ly kỳ thật, nhưng thấy hơi lạ. Chú công an này chuyên khóa comment nha. Rồi, có khi nào giống vụ Phương Nga không? Giam đến 2 năm xong rồi thả tự do mong chính phủ sớm giải quyết rác mạng xã hội thả cô ra đi trả à, để điều tra bổ sung thôi chứ kiểu gì thoát được tội mà ừ. à, đây là một cái câu cũng là binh đúng không, quý vị à xin lỗi quý vị là phản biện nên chú công an chưa khóa comment nhắc tới cái phần này đó quý vị thì buổi à, sáng ngày hôm nay khi mà thành Việt à, lấy cái, à, cái bài này thì à, bên tờ báo công an nhân dân cũng đã khóa cái lời bình lại à, đối với thanh việt thì à, nó như thế này quý vị đôi khi cũng không cần thiết phải khóa cái lời bình tại vì là sao quý vị mình càng để họ viết thì mình càng hiểu được à, một bộ phận xã hội đang nghĩ gì và làm gì nhưng quý vị à, đôi khi mình mình à, mình mình không biết được cái tình trạng hiện tại và mình đâm ra mình chủ quan cho rằng mọi người mọi người đều đang đi cùng với hướng với mình thì à, đôi khi là mình mình bị sai lầm và thanh việt nghĩ rằng không cần thiết phải khóa những cái comment như vậy để cho những cái lời bình như vậy nhưng quý vị ở một tờ báo công an nhân dân tờ báo à, chính thức chính, chính thống của nhà nước thì không cần thiết là phải khóa những cái lời bình này lại rồi thì à, thanh việt xin phép được dừng lại ở cái phần bình luận nhưng quý vị à, những cái lời bình này mình đọc cũng đã đủ rồi thì à, thanh việt xin được nhắc lại cái tờ báo công an nhân dân với cái tích xanh nhưng quý vị trên mạng Facebook là một tờ báo chính chủ khi mà chúng ta bấm vào cái cái đường link của www.cand.com.vn đó quý vị thì là đúng là tờ báo chính chủ nha quý vị nhé đây chính chủ tại sao vì à, à, có giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông nè rồi tổng biên tập là thiếu tướng Phạm Khải phó tổng biên tập là Đại tá thượng tá rồi trung tá đầy đủ hết. Nhưng quý vị thì à, cho chúng ta thấy rằng đây là một tờ báo chính thống, à, một cái trang Facebook chính thống. Thế mà chúng ta có một bộ phận khá đông, nhưng quý vị khá đông vào để bình luận, khá đông vào để bình luận. Thì à, chúng ta thấy cái gì quý vị? 99,8% các cái lời bình luận đó quý vị ngay trên trang chính chủ của báo Công an nhân dân là ủng hộ cho chị Kha. Trong khi tờ báo Công an Nhân dân cùng với Viện Kiểm sát cùng với cơ quan à, Công an là đang tìm à, và cùng với à, những à, người phản biện là đang đang và tìm đủ bằng chứng, những quý vị để truy tố, Như quý vị chị Kha. Trong khi đó một bộ phận khá lớn 99,8% ủng hộ ngay trên trang báo của Báo Công an Nhân dân làm cho chúng ta giật mình. Quý vị có giật mình không quý vị? Và chúng ta không thể nào rằng à có thể đây là một cái trang YouTube của những quý vị của những quý vị nào ủng hộ cho chị Khang những cái vệ tinh chung quanh của chị Khang thì à, những khán giả của họ cũng vậy thôi. Nhưng thưa quý vị đây là tờ Báo Công an Nhân dân và chúng ta thấy được một số lượng rất là đông. À ở đây câu hỏi được rằng thế quý vị có vào? bây giờ thì đã trễ rồi, đúng không quý vị, bây giờ thì trễ rồi. Báo Công an Nhân dân đã khóa cái bình luận này lại, nên không thể nào bình luận được, chỉ còn đọc mà thôi. Một sự thật đáng lo ngại, thưa quý vị, đang đang lo, không phải vì cái số lượng ủng hộ 99,8% mà cũng không phải vì tổng số bình luận nó chỉ có 400, gần 500 cái bình luận cũng khá là ít loại. Nhưng chúng ta thấy được cái gì quý vị? Đó là một cái bộ phận không nhỏ trong xã hội nhưng quý vị đã thần tượng hóa cái nhân vật chị Khang này. Không phải Thanh Việt phản biện chị Khang, nên uh, nên uh, Thanh Việt cho rằng các quý vị này là sai, không phải quý vị. Nhưng mà là một đáng lo ngại. Đáng lo ngại ở đây là gì quý vị? 99,8% là đại đa số một bộ phận trong xã hội, dĩ nhiên là 400, gần 500 uh, vị ở đây à, trong cái phần bình luận này. À, sẽ còn rất là nhiều vị khác nữa, người ta chưa kịp vào và cũng có những người phản biện lại cũng phải có tuy nhiên đây là một con số áp đảo nhưng quý vị cho thấy được một bộ phận trong xã hội nghĩ gì về nhân vật chị Khang này một người đang bị truy tố nhưng quý vị đang chờ bị truy tố thân việc hồi nãy có trình bày quý vị chúng ta như là những đứa bé như quý vị đón nhận mạng xã hội như là những đứa bé đón nhận những cái viên kẹo Chúng ta không biết ăn làm sao, ăn bao nhiêu mỗi ngày, ăn như thế nào mới đúng. Và chúng ta đã vội vã sử dụng nó. Và chúng ta đem những cái suy nghĩ ngoài đời. Chúng ta nghĩ rằng, à, ngày hôm qua chúng ta đi chợ, chúng ta chửi lộ với à, à, cái bè bán cá và bán rau muống, thì cũng đâu có nhầm nhò gì, đâu có sao đâu. Không, quý vị, à, nhưng à, đôi khi, À, khi mà được một cái công cụ mới trong mạng xã hội và chúng ta lại áp dụng cái kiểu nói chuyện như vậy lên trên mạng xã hội thì nó hoàn toàn sai và trong việc thấy được trong những cái lời bình luận này có những cái à, suy nghĩ của họ theo cái quan điểm nếu mà dựa trên cái cách sống như vậy thì không có gì cũng là bình thường không phải là đám cái gì mà ngạc nhiên tuy nhiên nếu mà nói về pháp luật đó quý vị thì hoàn toàn sai nhưng quý vị hai bên chửi lộn nhau một câu chuyện cũng khá bình thường trong xã hội của chúng ta. Nhưng để làm nhục mạ nhau trên mạng xã hội thì nó lại là một vấn đề khác. Hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Và chúng ta lấy những câu chuyện xảy ra hàng ngày ở ngoài chợ, ở trong công việc, ở trong công sở. Chúng ta đưa lên trên mạng và chúng ta nghĩ rằng ngày trước thì ở ngoài chợ, ở ngoài đường, ở ngoài ở ngoài chỗ công an việc làm. Bây giờ lên trên mạng xã hội thì nhiều người biết hơn cho có khác gì đâu. Hoàn toàn khác trong quý vị. Hoàn toàn khác nó sẽ có những cái điều mà chúng ta ngạc nhiên. Cho dù chúng ta nói đúng đến mấy, nhưng chúng ta đang nhục mạng người khác là chúng ta cũng phạm tội. Chứ không phải là tôi là người nói thẳng, tôi nói thật, đó là chuyện của của quý ông, của quý bà. Ông là người có thẳng ruột, ông là người nóng tính. Cái chuyện đó không quan trọng. Chuyện đó không quan trọng. Cái quan trọng là anh đang xâm phạm lấy cái danh dự cá nhân của tôi chứ không phải là anh đưa cái tính cách của anh ra để anh đè người khác, không phải không được. Trước khi tiếp tục chương trình phần còn lại, thanh việt xin được uống một tí nước và quý vị nào chưa bấm nút like thì xin quý vị nhớ bấm nút like để chương trình được lan tỏa. Nhưng quý vị và quý vị nào chưa đăng ký cũng xin mời quý vị nhớ đăng ký chương trình. Thanh việt xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. quý vị. À, phần còn lại của chương trình thành viên xin được trao đổi quý vị ý kiến của một thành viên trong quốc hội à, quốc hội về cái suy nghĩ của à, cái vị này đối với những chuyện xảy ra trong cái drama này khá thú vị nha quý vị thì à, cái người trong quốc hội này có tên là bà phạm thị minh hiền câu hỏi được đặt ra là à, chị khang đã sử dụng ngôn từ mang tính chất nhục mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác Xong những buổi livestream lệch chuẩn này lại được rất là nhiều người bày tỏ sự ủng hộ. Thậm chí là ai theo bà có lý giải gì về hiện tượng này. À, rất đúng những chuyện vừa mới xảy ra nha quý vị. Thanh Việt nghĩ rằng đây là một cuộc phỏng vấn cách đây cũng vài tháng rồi. À, và ngày hôm nay Thanh Việt đưa lên cho quý vị thấy những cái lời bình luận trên tờ báo Công an Nhân dân thì vẫn không kích. Có... À, trên cái trang Facebook của báo Công an Nhân dân thì không có gì thay đổi. Nhưng quý vị cũng không như vậy. Y hệt như vậy. Và đây là cái câu trả lời có rất nhiều thành phần tham gia vào câu chuyện livestream ồn ào này ở nhiều khía cạnh và cách tiếp cận khác nhau. Điều này tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Có người chỉ ở vòng ngoài quan sát nhưng cũng không ít người tham gia trực tiếp bình luận phản biện, hùa nhau chửi rủa. Tuy nhiên theo quan sát, tôi thấy phần lớn những người dùng mạng tham gia vào cuộc đấu tố với những lời lẽ vô văn hóa, phần lớn đều dùng nít ảo. Nó như được lập ra để thoái mạ, chửi rủa người khác mà không sợ bị ai phát hiện ra con người thật của mình. Đồng thời cũng không ít người dùng nick chính danh tạo kênh riêng trên nhiều nền tảng như Facebook, YouTube, TikTok để tham gia công cuộc đấu tố của chị Khang với mục đích trục lợi, vừa phục vụ mục đích đấu tố, vạch mặt người khác, vừa tranh thủ gây sự chú ý để bán hàng online. Rất đúng thưa quý vị, rất đúng. Ngoài ra, những thành phần uh, lợi dụng việc này để đẩy mạnh hơn hiện tượng tiêu cực lên trên xã hội, sau đó kích động, lôi kéo thêm nhiều người đối đầu với chính quyền. Trong tâm lý chung của người dân hiện nay, đặc biệt là người yếu thế có vấn đề uẩn ức à, với mặt xã hội đã từng có mâu thuẫn hay xung đột với lợi ích của chính quyền, thì khi thấy có người lên tiếng như vậy, liền coi đó là một sự đấu tranh mạnh mẽ, là người đại diện cho tiếng lòng của mình đại diện cho số đông người dân yếu thế. Chính xác luôn thưa quý vị, chính xác là như vậy. Những thông tin liên tiếp được đưa ra trên mạng livestream không phải là sai hoàn toàn, nó ít nhiều chứa đựng một phần sự thật trong hiện trạng xã hội. Chính vì thế, nếu tiếp nhận thiếu tỉnh táo, sáng suốt, sẽ khó nhận định được cái đâu là đúng, đâu là sai. Ngay cả chính bản thân tôi ban đầu cũng đã quan tâm theo dõi sự lên tiếng của chị Khang về những hiện tượng tiêu cực của xã hội ở góc độ người làm công tác xã hội tôi từng xem đó là một trường hợp thú vị và chỉ dừng ở đó <laughs> tôi thấy nguy hại một điều rất rõ của nhóm livestream này là mức độ lọc ngô nguồn ngô ngày càng gia tăng ngôn từ kém văn hóa thông tin vô căn cứ nhưng rất hiểm hóc và vô nhân đạo nhưng lại có rất là nhiều người tin tưởng và cổ vũ thậm chí tôn thờ Điều này cơ quan chức năng cần phải dùng pháp luật để điều chỉnh hành vi xã hội có chuẩn mực dù là không gian mạng. Tôi nhận thấy hành vi của chị Khang đã tạo ra một trạng thái gọi là quyền lực ảo. Người nào cảm thấy yếu thế, tiếng nói nhỏ bé sẽ tìm thấy ở những màn đấu tố của bà Hằng là nơi dựa dẫm về tinh thần và quyền lực. Nó vô tình bị lôi kéo, kích động. Theo... À, năng lượng tiêu cực trên mạng xã hội gần như không có điểm dừng cho đến khi cơ quan điều tra quyết định khởi tố. Luật pháp ban hành nhiều điều khoản về hành vi nghiêm nghiêm cấm như xúc phạm danh dự, xâm phạm đời tư hay vu khống người khác. Nhưng trong vụ việc của bà Hằng, hành vi này lại được cổ vũ, cổ suy và vô hình chung trở thành lối ứng xử tiêu cực trên mạng xã hội hết sức nguy hại. Câu hỏi kế tiếp vụ việc của bà Nguyễn Phương Hằng cũng là cảnh báo cho người dùng mạng xã hội hiện nay khi không ít hiện tượng lợi dụng câu like để kiếm tiền xúc phạm danh dự người khác làm lộ bí mật nhà nước thưa bà. Bà Phạm Thị Minh Hiền trả lời là một thành viên trong quốc hội. Đó là bài học cho những ai ngông cuồng làm điều sai, phạm nhưng bất chấp dư luận, bất chấp luật pháp, mạng xã hội không phân biệt giàu nghèo. À, pháp luật cũng vậy. Tôi cho rằng cần có sự vào cuộc chung tay lên tiếng đấu tranh của rất nhiều cá nhân tổ chức được trao quyền bảo vệ pháp luật cũng như quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của công dân. Cơ quan báo chí, cơ quan hành pháp cần phải phối hợp lên tiếng đấu tranh công khai trực diện, chứ không nên kéo dài sự im lặng. À, đây là một câu nói khá hay và Thanh Việt cũng đã dùng cái việc mà một sự im lặng đáng sợ. Các việc còn không biết nhớ được cái tiêu đề của một buổi livestream Thanh Việt dùng là sự im lặng đáng sợ. Rõ ràng hiện tượng này đã kéo dài trong nhiều tháng đã tạo một hệ lụy rất lớn. Một bộ phận xã hội cho rằng việc chửi rủa, cha đạp người khác trên mạng là việc bình thường. để lập lại trật tự, các cơ quan chức năng cần có biện pháp mạnh mẽ dùng pháp luật để quản lý xã hội, quản lý trên mạng không gian. Rồi có ý kiến cho rằng những người ai du tham gia màn đấu tố vạch trần, vạch mặt người khác của bà Hằng cũng không để bỏ lọt. Ý kiến của bà thế nào? Ngoài việc khởi tố, à, bà Hằng, cơ quan chức năng cần làm rõ nhiệm vụ À, trách nhiệm cũng như việc xét à, xem xét xử lý các mặt pháp luật đối với các thành phần cùng tham gia livestream tức là đồng phạm đó quý vị tôi tin một mình à, bà ta không thể tạo dựng được một kênh truyền thông tiêu cực của cá nhân bà mà sau đó có cả một lực lượng hỗ trợ do vậy những thành phần này cũng phải được xử lý nghiêm minh người nào có liên quan về hành vi vi phạm pháp luật đối với à, với à, bà ta cũng cần phải được xử lý khá hay đúng không quý vị Khá hay. À, phần còn lại của chương trình thì uh, Thanh Việt xin được chia sẻ uh, ngắn gọn uh, vài phút nữa những cái uh, suy nghĩ uh, cá nhân của Thanh Việt nhân quý vị, uh, về cái drama 2021 này. Thưa quý vị, đối với Thanh Việt là Thanh Việt luôn luôn cổ vũ cái chuyện này. Sự khác biệt trong suy nghĩ là điều tốt để xã hội phát triển chứ không phải tục lùi. Nhưng quý vị, chúng ta không thể nào cho rằng à anh nói vậy thì làm ảnh hưởng cái này anh nói kia làm ảnh hưởng cái nào đó cũng chỉ là những suy nghĩ cá nhân tôi nói cái gì tôi làm cái gì miễn sao tôi không phạm bất cứ một cái điều luật nào nhưng quý vị trong bộ luật hình sự còn tất cả những điều còn lại nhưng quý vị là sự suy nghĩ cá nhân của tôi mà một xã hội phát triển thì cần phải có nhiều ý, ý kiến suy nghĩ trái chiều thì mình mới nhìn thấy được một cái góc cạnh khác, một cái khía cạnh khác. Tuy nhiên, mọi chuyện nó cũng còn cái giới hạn của nó. Có nghĩa là mình không tấn công cái cá nhân khi mình bảo vệ một cái ý kiến của mình. Thì mình không gọi người khác là xuất vật, mình không gọi người khác là ngu, còn mình là khô. Đó là một chuyện hoàn toàn đúng. Mình tôn trọng sự khác biệt, điều đó hết sức quan trọng thưa quý vị. Và mình không gọi những người trái chiều của mình là một loại xuất vật nào đó là một loại động vật nào đó. Thứ hai, đất nước có pháp có pháp luật và cơ quan nhà nước à, có mỗi ban ngành trong một câu chuyện khác nhau. Nhưng quý vị, chúng ta không nên dẫm chân vào công việc của cơ quan nhà nước. Người ta mới nói là không phận sự, xin đừng vào. Tại sao chúng ta lại thay thế cho bên à, cho bên cơ quan công an chúng ta tuyên bố như thế này như thế nào? Chúng ta có thể bình luận là theo quan điểm cá nhân, tôi nghĩ chuyện này có khả năng cao là như thế này. Câu đó hoàn toàn khác với cái chuyện, tôi biết chắc chắn rằng người đó có tội. Không. Nhưng quý vị không. Thứ hai, đây là một câu chuyện, cái vấn đề thứ ba đó quý vị, là một cái vấn đề khá là thú vị. Và trong cái drama này đã xảy ra, là xin đừng làm anh hùng. Nhưng quý vị, xin đừng làm anh hùng. Và bắt mọi người phải sống theo mình nghĩa là sao mình đứng lên mình cho rằng những điều mình làm là đúng mình khờ, mình lãnh đạo hết tất cả mọi người à mình bảo vệ cái này mình bảo vệ cái nọ mà mình vì mọi người chứ còn chính mình thì mình không nghĩ đến đó là giọng điệu của chị Khang nhưng quý vị chị Khang cho rằng những hành động của chị ta là giúp một tiếng nói cho xã hội đứng lên vì người dân Hãy sống tốt cho chính mình. Thưa quý vị, đừng làm những chuyện quá to tác. Hãy sống tốt cho chính mình. Hãy sống tốt cho gia đình nhỏ của mình. Trước khi mà nghĩ đến đại cuộc. Thưa quý vị, xã hội là nhiều gia đình gộp lại để thành một xã hội. Mỗi một gia đình sống tốt thì xã hội tự nhiên là cái tổng của cái đó sẽ tốt. Nhưng quý vị, mỗi gia đình sống một cách kỳ cục, vô văn hóa, không có kỷ luật kỷ cương thì làm sao mà một cái xã hội nó được phát triển hả quý vị? Vì vậy, chúng ta hãy chú ý đến gia đình, đến cái gia đình nhỏ của chúng ta, đến cho chính chúng ta trước đã. Rồi tự, tự nhiên xã hội sẽ phát triển, sẽ mạnh. Có những người không làm được những công việc trong chính gia đình của mình. Nhưng quý vị, nhưng mà lại nghĩ tới những công việc rất là lớn đại diện cho người nghèo đại diện cho cái nọ đại diện cho cái kia và cuối cùng một cái vấn đề mà thanh việt nghĩ nó quan trọng là đừng cho rằng một cách chủ quan rằng những cái nghĩ của mình là đúng còn trái chiều là sai mình thích cái này thì mọi người cũng phải thích như mình hoàn toàn sai nha quý vị ví dụ thanh việt à, à, ủng hộ cho những cái điều mà thân việc nghĩ rằng nó không đúng trong cái phần tố tụng xét xử của tình thất vòng lai nhưng thân việc không phải chắc chắn là thích những cái hành động của tình thất hay là những cá nhân hoàn toàn sai thân việc đang nhìn ở một cái vấn đề không phải cá nhân mà nhìn những cái sự việc xảy ra cái mà thân việc phản biện thì thân việc cũng không mong muốn tất cả đều đồng ý với thân việc đó là cái ý kiến cá nhân một câu chuyện nữa quan trọng là chúng ta kính trọng người khác thì người khác sẽ kính trọng mình chúng ta chửi người ta thì người ta sẽ chửi mình chúng ta khinh thường người ta thì người ta sẽ khinh thường mình điều đó là điều con đường hai chiều chứ không phải con đường một chiều và một chuyện nữa đừng ngã mẹ chị khang cho rằng chỉ một mình chị ta mới làm được hết tất cả mọi chuyện chị ta mới dám nói chị ta mới dám làm thưa quý vị và cái đó nó trở thành ngã mẹ để cho mình là số 1 Cho mình là người tốt Chỉ có mình mới làm được chuyện tốt như vậy Ai cũng có thể bị thay thế được nha quý vị Hành động sai là hành động sai Trong quá khứ đã làm điều tốt Thì trong quá khứ đã làm điều tốt Hai chuyện nó hoàn toàn không dính dáng với nhau Thanh Việt vừa mới trình bày Cho quý vị Một câu chuyện cũng khá thú vị Để chúng ta hiểu được một bộ phận Khác trong xã hội đang nghĩ gì về câu chuyện pháp lý đang xảy ra trước mắt của chúng ta về nhân vật chị khang và qua cái câu chuyện của chị khang mặc dù có những cái à, sự đau đớn về văn hóa một cái sự không tôn trọng giữa người và người nó đã được đem lên trên mạng xã hội để nói ra cho mọi người nhưng mà chúng ta hiểu được một điều xã hội đã có sự khác biệt sự khác biệt đó có có thật sự là nguy hiểm không quý vị? Thưa quý vị, tùy theo câu chuyện. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta thế thiên hành đạo, chúng ta nghĩ rằng người đó sai, thì chúng ta có quyền để chừng trị người đó. Thì đó là một điều sai lầm. Nhưng quý vị, một điều hết sức là sai lầm. Thanh Việt xin tạm dừng chương trình ở đây và xin kính chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. I love you all.